Khi Nguyễn xin mến chào tất cả các anh em có cùng sở thích đam mê huấn luyện và chăm sóc chim cảnh ha, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện, cũng như là chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog. Thì kênh của Khi Nguyễn chuyên chủ yếu nó về chim cảnh thôi bạn. Khi Nguyễn cũng muốn đem một số ít những cái kinh nghiệm mà mình có được trong cái quá trình mà mình chăm sóc những em thú cưng nhà mình để mình chia sẻ lại cho những bạn nào mà mới chơi chim hoặc giả đang chơi mà chưa có những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức trong cái việc mà nuôi chim, thuần chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt. Thì Khi Nguyễn cũng có tham gia và cũng có thành lập một số những cái hội, những cái diễn đàn về chim cảnh á. Thì Khi Nguyễn cũng hoan nghênh tất cả những anh em có cùng đam mê thì mình vào đó mình tham gia, mình có thể là đặt những cái câu hỏi, những cái vướng mắc của mình vào trong những cái hội đó để anh em các bậc tiền bối nuôi chim lâu họ sẽ trả lời nhiệt tình cho mình và họ sẽ hướng dẫn từ chi tiết cho mình về cái cách mà nuôi chim ha. Thì hôm nay Khi Nguyễn làm cái video này để trả lời cái comment của một người bạn là có hỏi mình là con chim nó đang trong cái quá trình thai lông thì mình có nên lột lưỡi nó hay không. Thì Khi Nguyễn nhắc lại cái việc lột lưỡi á, là các bạn phải canh con chim là nó rơi vào tầm khoảng từ non mình nuôi lên nha, rơi vào tầm khoảng từ 6 tháng 7 tháng thì mình mới có thể lột lưỡi được. Các bạn đừng nên lột lưỡi sớm, tại vì cái việc lột lưỡi á, là không phải giúp cho con chim nó biết nói nhanh, nhưng mà cái việc lột lưỡi các bạn nào mà nuôi chim mà con chim nó đã nói rồi mà các bạn nghe con chim nó bập bẹ mà nó nói chưa có tròn vành gõ chữ lắm á, thì mình mới lột lưỡi cho nó để cho cái việc mà đánh lưỡi của nó được mà nó được dẻo dai hơn bạn, chứ không phải là các bạn lột lưỡi mà con chim nó biết nói chuyện ha. Thì nếu mà con chim nó đang trong cái quá trình thai lông á thì các bạn cứ cung cấp đầy đủ những cái thức ăn, những cái mồi sống như là sâu, dế hay là thịt bò đó, thì các bạn cứ cung cấp những cái mồi sống đó cho nó. Một tuần có thể là các bạn cung cấp cho nó là khoảng chừng 4 ngày ha, mình cho nó ăn một ngày khoảng chừng 2-3 lần sâu với lại dế thôi đó. Nếu mà bạn đừng lạm dụng quá về cái việc mà cho ăn sâu với ăn dế bạn, tại vì sâu với dế đồ với lại những cái mồi sống á là nó có những cái ký sinh trùng trong đó ha, tại vì nếu mà các bạn cho nó ăn nhiều quá là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của nó nữa, chứ không phải là mình lạm dụng mình cho ăn sâu ăn dế một tuần mình cho ăn bảy tám ngày thì đâm ra là nó con chim là nó rất là dễ bị tiêu chảy đó. Thì Khi Nguyễn cũng lưu ý cho anh em một điều là con chim mình nó đang thai lông thì anh em đừng vội mà đi lột lưỡi nó làm gì, cứ để cho nó thai lông hoàn chỉnh hết. Và có một người bạn hỏi mình là con chim đang trong quá trình thai lông thì mình nên cho nó ăn cái thứ gì là tốt cho bộ lông nó đó. Thì anh em cũng nghe mình nói trước rồi đó, là mình nên cho ăn mồi sống, đặc biệt là sâu và dế, thì những cái loại đó là rất là nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng mà anh em hãy phân ra một tuần mình cho ăn có thể là 4-5 lần thôi, chứ anh em đừng có cho ăn nhiều quá. Và cái việc còn lại là anh em cứ cho nó tắm rửa hàng ngày ha, một ngày có thể là cho nó tắm một lần, có khi nhiều anh em có thời gian nhiều thì mình cứ cho nó tắm 2 lần, tại vì khi tắm là nó sẽ rũ hết những cái sợi lông mà nó muốn thay á, là nó sẽ nhờ nước nó đập cái cánh để nó rũ cái lông đó nó đi rất là dễ. Còn nếu mà anh em mà để khô nó tự nó thay là nó sẽ tự cắn cái lông đó nó bứt ra và nó tự thay ha. Và cái quá trình thai lông của con chim á, chim nhồng, chim cưỡng, chim sáo thì có sáo đen và sáo nâu, thì nó sẽ kéo dài rất là lâu bạn. Nếu mà cái tính con sáo nâu với lại con cưỡng ha, thì cái quá trình thai lông của nó là nó kéo dài khoảng chừng hơn 3 tháng đó. Là cái việc mà thai lông mình, thai lông đuôi, thai lông cánh của nó sẽ thai trước, và cái lông đầu của nó thay rất là chậm. Các bạn thấy là cái lông đầu mà của những em chim cưỡng, của giả em chim sáo là nó thay rất là chậm. Mình có nuôi em cưỡng với lại em sáo mà mình thấy nó thay cái lông đầu là rơi vào tầm khoảng chừng 2 tháng nó mới thay xong, và thay xong là con chim rất là đẹp,
Tại vì là cái lông mình với lông đuôi, lông cánh nó đã thay lông hoàn chỉnh rồi, thì còn có cái đầu thôi. Nếu mà cái đầu nó thay thay lông hoàn chỉnh nữa thì bạn thấy con chim mình rất là tuyệt vời và nó đã trở thành một con chim trưởng thành rồi. Thì có nhiều bạn hỏi mình là về cái cách huấn luyện chim, bạn về cái cách mà tập cho con chim nó nói là từ khi nào mà mình tập cho con chim nói. Thì hôm nay mình cũng muốn trả lời luôn là khi mà con chim nó đã biết tự mổ thức ăn, các bạn nuôi từ chim non lên ha, mà con chim nó đã biết tự mổ thức ăn rồi thì các bạn cho nó ăn, vừa cho nó ăn vừa có thể là bạn ghi âm vào trong một cái máy của bắp thôi đó, thì bạn mở cho nó nghe. Ví dụ như mình muốn dạy nó cái từ đầu tiên là chào khách, thì có khách gì đó thì mình vừa cho nó ăn, mình vừa mở cho nó nghe. Nếu mà bạn nào có thời gian á, thì cứ cầm tay, cầm thức ăn trên tay thì mình vừa chìa tay cho nó ăn và vừa mình vừa nói trực tiếp với nó thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu bạn nào không có thời gian thì mình cứ ghi âm vào một cái máy và mình để cái máy đó ở gần cạnh lồng đó, thì mình sẽ mở cho nó nghe trực tiếp hàng ngày luôn. Thì nói chung là khi Nguyễn chia sẻ với anh em về một số cái vấn đề về việc cái mà con chim đang thay lông mình có nên lục lưỡi cho nó hay không. Cái vấn đề thứ hai là về cái việc mà mình nên tập cho con chim, mình nên tập cho con chim nó biết nói, nó mình nên tập nói cho nó từ lúc nào, là chứ là cái việc đó là nếu mà con chim mà bạn nuôi từ non lên thì bạn cứ khi nào nó đã biết tự mổ thức ăn thì bạn cứ tập cho nó ha, cứ cứ tập nói cho nó đến khoảng 6 tháng hay là 1 năm thì nó sẽ biết nói chuyện thôi. Rồi một số chia sẻ khi Nguyễn cũng muốn gửi đến anh em và mọi người. Nếu mà anh em nào có được xem được video mà cảm thấy cái video mình có hay và hữu ích thì hãy nhớ dành cho khi Nguyễn một like, cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn nếu mà anh em nào mà nuôi chim lâu thấy khi Nguyễn chia sẻ có gì thiếu sót thì hãy nhớ comment ở dưới video của mình cũng rất là chân thành cảm ơn anh em đã đóng góp để cho cái việc nuôi chim của mình nó được hoàn hảo hơn ha. Thưa Nguyễn, một lần nữa chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha.